Hoan hỉ chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, như vậy là năm cũ 2021 Tân Sửu đã qua và năm mới 2022 Nhâm Dần đã đến. Trong tháng 2 âm lịch này, ai cũng mong muốn rằng là mình sẽ gặp được nhiều điều may mắn, đặc biệt là khi bước sang năm Nhâm Dần 2022 thì mọi người đều cố gắng và nỗ lực không ngừng để có thể tìm kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Tháng 2 năm 2021, những gia chủ tuổi Sửu có vận may lội ngược dòng, được quý nhân tương trợ và thần tài chiếu cố đồng hậu. Cụ thể, trước khi bước vào tháng 2 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc và mọi kế hoạch đều được thuận lợi suôn sẻ. Ngoài ra thì tuổi Sửu còn tìm được cơ hội tốt để có thể thay đổi cuộc sống trong tháng 2 âm lịch này. Trước khi đi vào nội dung cụ thể thì quý vị cũng đừng quên là chúng ta ủng hộ kênh bằng cách like video, nhấn đăng ký kênh và ấn chuông quý vị nhé. Và bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng lắng nghe chi tiết nội dung tử vi của tuổi Sửu. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các gia chủ tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tháng 2 năm 2022 âm lịch, vận trình công việc của những người cầm tinh con trâu không được mấy suôn sẻ. Công việc làm ăn kinh doanh dễ thất bát đổ bể, công việc làm ăn có sự thay đổi. Và trong tháng này, các gia chủ tuổi Sửu chưa nên mở rộng hợp tác, rất dễ bị thua lỗ và phá sản. Với những người Sửu trẻ tuổi, bạn là người thích ăn chơi trải nghiệm và tự tạo niềm vui cho cuộc sống của mình, tháng này sẽ khá ổn với bạn. Đầu xuân năm mới, công việc của bạn không quá nặng nề căng thẳng, tuy vậy thì cũng cần phải chú ý, hãy có trách nhiệm với công việc của mình và đôi khi cần phải bỏ cái tôi của bản thân để lắng nghe ý kiến, sự chỉ bảo từ cấp trên, đồng nghiệp và tiếp thu những điều tốt để hoàn thiện bản thân. Bạn giỏi, luôn có những ý tưởng mới, tự tìm ra con đường mới cho mình, nhưng nhược điểm duy nhất của bạn chính là lười và bảo thủ. Tháng 2 âm lịch, hãy biến những khuyết điểm thành ưu thế của bạn, sẽ thu được những thành quả bất ngờ trong công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi năm Nhâm Dần cho thấy, trong tháng 2 này, tài lộc với người tuổi Sửu không được tốt, tiền bạc gặp nhiều khó khăn và bất lợi, không có tiền dư giả, đủ chi đủ tiêu trong công việc. Việc kinh doanh gặp nhiều bất lợi, bấp bênh, sóng gió, tiền làm ăn không thu hồi được vốn. Ngoài ra, tử vi cũng dự báo rằng tháng này, những người tuổi Sửu sẽ gặp phải thị phi do tiền bạc đem đến, nên trong công việc nếu có thua lỗ hay cần vốn, tuyệt đối không nên vay mượn từ người thân, bạn bè, bởi vì chỉ một chút sơ suất có thể mất tất cả. Vậy nên quý gia chủ tuổi Sửu nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định làm ăn trong tháng này để tránh gặp phải những điều không may mắn, dẫn đến hậu quả khó lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi tuổi Sửu năm 2022 thấy rằng vào tháng 2 âm lịch, sức khỏe của gia chủ không được tốt, sức khỏe bị suy giảm do suy nghĩ nhiều và căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia cũng như là người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Bên cạnh đó, gia chủ cũng cần phải chú ý các bệnh liên quan đến xương khớp. Vận mệnh của người tuổi Sửu trong năm nay cần tìm người bầu bạn, tránh ở một mình và có những suy nghĩ tiêu cực, khiến cho sức khỏe ngày càng suy yếu thêm và nên đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ để có được sức khỏe thể chất và tinh thần thoải mái nhất.
Với những người đã có bệnh sẵn nên thường xuyên thăm khám bác sĩ kẻo để lâu, dẫn đến biến chứng và sẽ khó điều trị. Đi ra ngoài đường cũng cần phải chú ý tai nạn từ xe cộ. Các gia chủ tuổi Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát và đem lại may mắn bình an cũng như là sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Sửu. Thứ tư về mặt tình cảm gia đạo. Theo chuyên gia phong thủy thì phương diện tình duyên của tuổi Sửu trong tháng này không được tốt, dễ gặp nhiều phiền muộn do tình cảm gây ra. Không những vận, tình cảm đôi khi còn ảnh hưởng đến công việc làm ăn. Đối với tuổi Sửu đã có gia đình thì vợ chồng bất hòa, lục đục và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho hòa khí trong gia đình bất ổn. Hãy đứng vào vị trí của nhau để có thể nhìn nhận và thấu hiểu. Nếu cứ giữ cái tôi và quan điểm cá nhân thì tuổi Sửu sẽ ngày càng đẩy người thân yêu của mình ra khoảng cách xa hơn. Những người tuổi Sửu độc thân tháng này cũng khó kiếm được người tâm đầu ý hợp, tình cảm vừa chớm nở đã sớm lụi tàn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải cẩn trọng sẽ có người thứ ba xen vào chia rẽ và phá đám tình cảm của hai bạn. Về gia đạo tháng này đưa tới chuyện buồn, dễ có tang sự của người trong dòng tộc. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997. Vận thế của người tuổi Đinh Sửu có những bước phát triển tích cực trong tháng 2 âm lịch năm 2022, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập và nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh thì bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở, tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Về chuyện tình cảm, tháng này bản mệnh chịu nhiều áp lực trong công việc nên dễ đem những cảm xúc tiêu cực trút lên một nửa của mình. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Trong tháng 2 âm lịch, vận thế của người tuổi Ất Sửu bình ổn, bạn sẽ đón khá nhiều cơ hội và thách thức trong tháng đầu năm mới. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm chính là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi biến động có thể xảy tới và từ đó gặt hái được những thành công như mong đợi. Tuy nhiên, tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết thì bản mệnh phải thay đổi những tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên và tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng và ngang ngược. Những người còn độc thân sẽ có được nhiều tin mừng trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cần phải biết giữ mình, nên quan sát và suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, giữ khoảng cách phù hợp với mọi người để tránh đào hoa xấu. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Đối với các gia chủ tuổi Quý Sửu trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử phù hợp, xử sự hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Cuối tháng sẽ là khoảng thời gian khá bận rộn với bản mệnh, có người cần phải thường xuyên ra ngoài tiếp khách hoặc công tác. Vì vậy, nếu muốn phát triển bền vững thì bên cạnh việc chăm chỉ cố gắng, bạn cũng cần phải chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Sửu sẽ cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp và nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận thì càng phải chú trọng hơn. Cần để chú ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột, mâu thuẫn có thể gây ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Gia chủ Tân Sửu cần phải chú ý tuổi này của bạn, tiền tài hay danh vọng đôi khi không còn là mối quan tâm hàng đầu. Hãy dành thời gian cho sức khỏe và gia đình của bạn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022, đến ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim, Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt Thân. Đối với người tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 2 năm 2022, tức ngày 7 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mùi, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa.
Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 2 năm 2022, tức ngày 19 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mùi, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mùi, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Bởi vì trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 10 tháng 2 năm 2022, tức ngày 12 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 2 năm 2022, tức ngày 24 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành các công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Sửu trong tháng 2 âm lịch này. Và chắc hẳn là quý vị cũng đã biết là mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.